Sau đây Trung Kiên xin giới thiệu với các bạn về cách setup tổng thể và cái cách format USB trên Roland BK3. Thì trước tiên, khi chúng ta có bất cứ một cái thay đổi nào đó thì chúng ta có thể là reset lại cái đờn và sau đó chúng ta sẽ cài đặt lại tổng thể. Thì cái cách reset làm sao thì chúng ta bấm menu, chúng ta sẽ vô dưới gần cuối thì nó sẽ có cái factory reset và cái format USB. Thì chúng ta sẽ format USB trước để cái USB nó sẽ ra những cái định dạng chẳng hạn như My Performance để chúng ta chép cái bộ tiếng khi chúng ta đọc trên list performance nó sẽ hiểu. Rồi sau đó chúng ta sẽ reset và chúng ta sẽ cài đặt lại. Và các bước cài đặt tổng thể như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ phải tắt cái bắt in bên này đi, tại vì đây là chức năng bắt đảo khi chúng ta bấm ở son ở vị trí thế này. Nếu chúng ta để bắt in nó sẽ là bắt son. Thường chúng ta bấm được hợp âm cơ bản thì chúng ta hãy tắt đi để chúng ta setup. Và sau khi đó là chúng ta sẽ bấm menu. Chúng ta vô menu xong chúng ta sẽ vô cái performance edit. Performance edit, sau đó chúng ta enter vô. Rồi chúng ta xuống mục split và chúng ta sẽ chia cái vị trí đô 4 về son 3. Chúng ta exit một cái rồi chúng ta xuống mục Arranger Setting. Ở đây chúng ta sẽ chủ động cài đặt cái chế độ mà chúng ta đệm hợp âm. Ở đây thì nó đang là chế độ là Pianist 2, là chức năng đệm 3 ngón. Nếu chúng ta muốn đệm vừa 3 ngón và 1 ngón thì chúng ta sẽ chuyển qua Intelligent. Sau đó chúng ta exit ra và chúng ta xuống dưới cuối cùng, chúng ta sẽ chọn là Sell as Default. Chúng ta chọn nhấn Enter và chúng ta chọn Yes. Kế tiếp thì chúng ta sẽ exit một cái, chúng ta sẽ xuống mục Global, chúng ta chọn Enter. Ở mục này là chúng ta sẽ chọn cái mút trống, ví dụ như đây là một cái clip chưa có được mút, ta bật mút nhưng mà vẫn nghe được tiếng bass và chúng ta muốn tắt tiếng bass đó đi thì chúng ta phải enter vào đây, chúng ta chuyển qua cái gạch ở đây là abat, rồi chúng ta bật mút. Sau khi đó chúng ta mở lại, nó chỉ còn tiếng trống. Ok, exit một cái, chúng ta sẽ xuống cái wanted hold. Wanted hold có nghĩa là ở trong một cái điệu reset nó sẽ có bốn cái tiếng. Đây, nếu như chúng ta không bật cái này variation này về on thì khi chúng ta bật số 2 thì ở những cái men nó sẽ nhảy theo. Vậy như vậy chúng ta sẽ bật on. Skeleton on. Rồi chúng ta nhấn exit ra một cái, chúng ta xuống cái performance hold. Trong cái mục performance đây là liên quan đến cái bộ tiếng khi chúng ta setup. Vậy khi chúng ta đổ tiếng thì những cái gì sẽ giữ lại? Điều chúng ta không thay đổi tốc độ, không thay đổi, chỉ thay đổi tiếng là tone và tone bạc để off. Chia bàn phím giữ lại, giữ lại, giữ lại, giữ lại, giữ lại hết trừ tone và tone bạc để off. Xong đâu đó chúng ta exit và chúng ta sẽ xuống mục Sell Global, Enter và chọn Yes. Vừa rồi kia đã hướng dẫn về format USB và cài đặt tổng thể sau khi reset Roland BK3.